gì này các chị gái ơi. Ôi, em không muốn nói thêm một lời nào nữa luôn ấy, không biết nói luôn lời nào luôn ấy các chị gái ơi. Này, con gu xì siêu cấp này các chị gái này, gu xì siêu cấp nhá, được chưa ạ? Tag mác chuẩn đầy đủ, ok chưa các chị gái? Nhìn cái mẫu này có đúng là mẫu mới ra không? Em nga làm phát bắt nó phải bán cho giá sale luôn, được chưa ạ? Chỉ để mang về cho các chị giá không tưởng, được chưa? Bắt đầu chốt nhá. Đây là mã bao nhiêu, đợi em một chút, mã 16. Hả? 16 chuẩn xịn sò, chuẩn xịn sò, đây gọi là xịn sò nhá. Form dáng, form rộng dấu quần, form rộng dấu quần, nam nữ đều có thể mặc được, được chưa? Người ta đang order ít nhất là chắc là cũng bán cho các chị cũng phải tầm 450 gì đấy, 450. Ok chưa? Em Nga sẽ bán cho các chị 139.000. 139.000 các chị gái nhá. Nếu như dân buôn nhìn phát cái hàng gì luôn, chỉ có hàng xịn sò có tag mác như thế này, form rộng dấu quần các chị gái nhá, con ngu xỉ mẫu mới nhất, duy nhất một màu. Chốt luôn cho em Nga, đây là mã bao nhiêu? 16, 139.000. Ôi, cái con gu xỉ đẹp vãi luôn. Lên 16. Trời ơi, đúng là hơn 100.000 mà hàng siêu cấp xỉn sò là có thật đấy các chị gái nhá. Ngô Thị Ngọc ok này, trời ơi bạn ấy 2.000 này đầu tiên. Cùng Thị Ngọc Hà ok. Hạnh những hai cái này, Nguyễn Quỳnh ok, Lê Huyền ok, Trần Thị Bích Hạnh 3 này, Nguyễn Vân 2 này, Linh Di 2 này, Hà Tiếp 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 Tiếp, Lê Thị Thùy Linh ok, Đai Si Lê 2 này, Thiên Phát Phạm Hoàng ok chị này, Khoa Trần ok này, Khoa Trần không lên hơn được, cả đấy chốt cho Phạm Dương đi, Nguyễn Hồng Sương ok, chị Hạnh Ngô ok này, Vinh Thơm ok, Anh Phương 114 ok này, Phương Di 3 này, Loan Nguyễn ok, Linh Nguyễn ok. Còn bao nhiêu con? Nào đâu đúng không? Cái này trong khi Na lên một cái này, Khánh Thái ok, Phương Linh ok, Vi Phạm ok này, Lê Huyền ok này, Linh Di nào chưa nhỉ? Bác nào chưa được đọc tên thì comment lại nhá, chưa được đọc tên thì comment lại. Trời ơi. Được đọc rồi đúng không? Cũng chỉ còn ít thôi mà. Hà BB ok, các bạn này không chốt đơn được nhỉ? Thúy Hằng có ok, Ngô Thị Linh ok, Đinh Cường ok, Thúy Thỏ ok này, Diệp Vũ ok này, Thiên Kim ok này, Alisa Nguyễn ok, Thư Minh ok, Ly Lan ok. Nào lên luôn xem còn bạn nào không. Cái này cho Đinh Cường một cái này, Phương Nguyễn 399 ok. Cái này cho Hoa Hồng Xanh ok, chị Hương ok. Còn bao nhiêu con nữa? Liên Lê ok. Liên nốt còn vài con này lên nốt đi. Để em chốt nốt cho các chị.